Còn lại gì sau những tháng năm ấy, mình đã hứa không đổi thay. Ai biết sau này hai chúng ta phải như người lạ. Một người này có hạnh phúc mới, một người vẫn chơi vơi lẻ loi, vẫn mong chờ tình yêu đã vỡ tan rồi. Nếu như anh thành công sáng mong đã không để lạc mất. Quên anh thật sao?